Gia Lai ngày 6 tháng 2 năm 2021, thông cáo báo chí số 09, Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh Gia Lai thông báo về các trường hợp ca bệnh ghi nhận dương tính với SARS-CoV-2 trên địa bàn tỉnh Gia Lai. 1. Tính đến 6 giờ ngày 6 tháng 2 năm 2021, trên địa bàn tỉnh Gia Lai chưa ghi nhận trường hợp nào dương tính với SARS-CoV-2. Đến nay, trên địa bàn tỉnh Gia Lai ghi nhận 18 trường hợp. Hiện tại, 18 ca ghi nhận dương tính với SARS-CoV-2 chưa có triệu chứng lâm sàng. 2. Hiện thành phố Pleiku đã thực hiện việc dỡ bỏ phong tỏa đối với hai tuyến đường Nguyễn Đình Chiểu và Hoàng Sa sau khi có kết quả xét nghiệm với 570 mẫu âm tính tại hai tuyến đường này. 3. Sáng ngày 6 tháng 2 năm 2021, Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh Gia Lai làm việc với đoàn công tác Đà Nẵng để hỗ trợ tỉnh Gia Lai thực hiện công tác truy vết. Ngoài ra, đoàn Đà Nẵng còn hỗ trợ cho tỉnh Gia Lai 12.000 khẩu trang y tế. 4. Hiện tỉnh Gia Lai đang khẩn trương thành lập bệnh viện dã chiến tại khu điều trị chất lượng cao Bệnh viện Đa khoa tỉnh Gia Lai để thu dung điều trị và cách ly bệnh nhân mắc SARS-CoV-2 hoặc nghi nhiễm tại tỉnh Gia Lai. 5. Theo cha của bệnh nhân 1889, do không thông thuộc địa bàn nên cung cấp thông tin truy vết đối với bệnh nhân này có một điểm chưa chính xác. Cụ thể, được đính chính lại như sau. Sáng ngày 24 tháng 1 năm 2021, bệnh nhân 1889 có ghé ăn sáng tại quán bún riêu cua đồng 12K, địa chỉ 402 Quang Trung, phường An Phú, thị xã An Khê. Hiện chủ quán và nhân viên tại quán này đã được đưa đi cách ly tập trung theo quy định. 6. Ủy ban Nhân dân tỉnh đã khẩn trương chỉ đạo các sở ban ngành công tác đảm bảo nguồn cung bình ổn thị trường đối với các mặt hàng thiết yếu, có phương án hỗ trợ người dân sản xuất nông sản, các mặt hàng phục vụ Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021. 7. Để chủ động phòng chống dịch COVID-19, đề nghị người dân tỉnh Gia Lai không được chủ quan, chúng ta hãy cùng nhau thực hiện thông điệp 5K, khẩu trang khử khuẩn, khoảng cách không tụ tập, khai báo y tế. Trân trọng cảm ơn. Theo thông tin từ Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh, tính đến 16 giờ ngày 6 tháng 2 trên địa bàn tỉnh Gia Lai chưa ghi nhận ca mắc mới. Tính đến nay, Gia Lai ghi nhận 18 ca dương tính với SARS-CoV-2. Hiện có 1.948 trường hợp đang thực hiện cách ly tập trung, trong đó có 380 người nhập cảnh. Đối với các trường hợp thực hiện cách ly, từ ngày 29 tháng 1 đến ngày 6 tháng 2 năm 2021, hiện có 271 trường hợp cách ly tại cơ sở y tế, 1.297 người cách ly tại các cơ sở cách ly tập trung. Toàn tỉnh hiện có 17 cơ sở đang thực hiện cách ly tập trung, trong đó có 7 cơ sở thuộc lực lượng quân sự, còn lại 10 cơ sở thuộc các trường dân tộc nội trú, trung tâm giáo dục thường xuyên, trường chính trị các địa phương. Ngoài số nhân lực điều trị ca bệnh tại các bệnh viện và thực hiện nhiệm vụ tại các khu cách ly, hiện có 110 cán bộ y tế được điều động đến các địa phương có dịch. Theo thông tin từ Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh Gia Lai, đến 6 giờ sáng nay 6 tháng 2, Gia Lai chưa ghi nhận thêm ca mắc mới. Hiện đã gỡ bỏ phong tỏa tuyến đường Nguyễn Đình Chiểu và Hoàng Sa, thành phố Pleiku. Riêng hai nhà tại số 18 Nguyễn Đình Chiểu và Hoàng Sa có trường hợp dương tính vẫn tiếp tục phong tỏa. Qua kết quả xét nghiệm diện rộng cho người dân ở hai khu phố này, đến 6 giờ sáng nay tất cả 570 mẫu xét nghiệm đều cho kết quả âm tính. Đối với tất cả các trường hợp F1 đã được cách ly tập trung, F2 tiếp tục cách ly giám sát tại nhà. Sau khi tiến hành tất cả các kết quả xét nghiệm trong cộng đồng, thì toàn bộ các F1 của đối tượng ở trong bệnh viện tỉnh cũng như là các cái khu dân cư mà được tạm cách ly thì đều âm tính. Cho nên là đến thời điểm này thì chúng ta có thể yên tâm khẳng định rằng Pleiku không còn là vùng dịch về Covid và không có sự lây nhiễm trong cộng đồng. Vì vậy, quyết định mà dỡ phong tỏa của tỉnh đối với lại hai khu dân cư là hoàn toàn đúng đắn. Pleiku trước đây là chúng ta chỉ nâng mức cảnh báo thôi chứ Pleiku chưa phải là điểm dịch. Tôi phải khẳng định lại chuyện đó. Pleiku hiện nay có ca bệnh nhưng không phải điểm dịch, bởi vì ca bệnh này là liên quan đến ca bệnh F0 ở dưới Yapa. Và sau đó khi vào bệnh viện, tức là khi vào khu cách ly tập trung, xét nghiệm lần đầu ngay ngày vào là âm tính, cho nên không gây nguy hại cho cộng đồng ở Pleiku. Tất nhiên là hiện nay tình hình dịch vẫn đang rất phức tạp ở trên cả nước nói chung, đặc biệt là Gia Lai nói riêng, vì chúng ta vẫn đang còn có 4 huyện là đang là vùng dịch. Sắp tới chúng tôi cũng cố gắng tăng tốc truy vết, tăng tốc xét nghiệm. Hiện nay năng lực truy vết có thể lên đến khoảng 3-4.000 người trong một ngày, và năng lực xét nghiệm thì như hôm qua chúng tôi báo cáo Bộ trưởng có thể lên đến 10.000 người trong một ngày. Hiện nay tình hình dịch diễn biến phức tạp cho nên chúng ta vẫn cố gắng tuân thủ là giảm tụ tập đông người, đặc biệt là phải tuân thủ nguyên tắc đeo khẩu trang, và đây là vũ khí chiến lược tốt nhất cho chúng ta ở giai đoạn hiện nay trong phòng chống Covid, cho nên không được
coi thường, không được bỏ rơi cái việc khẩu hiệu 5K của Bộ Y tế. Với tinh thần cùng cả nước chung tay đẩy lùi dịch bệnh, sáng nay đoàn y bác sĩ của thành phố Đà Nẵng đã có mặt tại Gia Lai cùng tham gia hỗ trợ công tác phòng chống dịch. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch, Phó trưởng ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh cùng Viện Vệ sinh Dịch tễ Tây Nguyên, Sở Y tế đã có buổi làm việc với đoàn. Đoàn gồm 8 thành viên do ông Nguyễn Tiên Hồng, Phó Giám đốc Sở Y tế thành phố Đà Nẵng làm trưởng đoàn. Đoàn y bác sĩ chi viện cho tỉnh Gia Lai là những cán bộ y tế dày dặn kinh nghiệm trong công tác điều tra, truy vết, xử lý các ổ dịch trong đợt chống dịch tại Đà Nẵng. Các thành viên trong đoàn đến Gia Lai với quyết tâm sát cánh cùng với các đồng nghiệp nơi tuyến đầu chống dịch, khi nào hoàn thành nhiệm vụ mới trở về. Cảm động trước tình cảm của các y bác sĩ thành phố Đà Nẵng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch mong muốn đoàn chia sẻ từ thực tiễn kinh nghiệm chống dịch tại Đà Nẵng, hỗ trợ Gia Lai trong việc ứng dụng công nghệ thông tin trong truy vết, kinh nghiệm truy vết từ cộng đồng và quản lý tại khu cách ly tập trung. Nhân dịp này, đoàn y tế thành phố Đà Nẵng đã tặng Gia Lai 12.000 khẩu trang y tế. Sáng ngày 6 tháng 2, làm việc tại Ủy ban Nhân dân phường Treo Reo, thị xã Duyên Ba, Viện Vệ sinh Dịch tễ Tây Nguyên, Bộ Y tế cho biết, 1 đến 2 ngày tới, Viện sẽ phối hợp với Sở Y tế Gia Lai tổ chức lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2 trên diện rộng toàn bộ dân cư của phường Treo Reo. Nguyên nhân phải lấy mẫu trên diện rộng, theo đại diện của Viện, là vì bình thường, tỷ lệ biểu hiện các triệu chứng bệnh COVID-19 ra bên ngoài trung bình cả nước là 40%, nhưng riêng tại phường Treo Reo, tỷ lệ này lên đến 80%, không có triệu chứng biểu hiện bệnh. Hiện chỉ có 4 trên 18 ca ghi nhận dương tính SARS-CoV-2 là có triệu chứng của bệnh, nên nguy cơ dịch lan ra cộng đồng rất cao. Để đảm bảo khoanh vùng dập dịch hiệu quả, cần tổ chức lấy mẫu xét nghiệm toàn bộ người dân đang sống trên địa bàn phường. Phường Treo Reo có tổng số dân là khoảng 4.600 nhân khẩu, với 1.100 hộ chia làm 5 tổ dân phố. Vì vậy, Viện Vệ sinh Dịch tễ Tây Nguyên đề xuất thành lập 4 đội xét nghiệm tại mỗi tổ, mỗi đội gồm 7 đến 8 người tham gia, trong đó có 2 người của Viện. Việc lấy mẫu sẽ thực hiện theo hình thức gom mẫu theo hướng dẫn của Bộ Y tế. Dự kiến việc triển khai lấy mẫu sẽ được bắt đầu từ ngày 7 tháng 2 năm 2021, ưu tiên các trường hợp F2 và 4 tổ phát dịch của phường Treo Reo, thị xã Duyên Ba.